Đều đặn mỗi ngày, bà Chi lại cắp sách đến trung tâm giáo dục thường xuyên để học, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. 64 tuổi, bà cặm cụi ôn thi cùng các bạn trong lớp chỉ vừa tuổi cháu mình. Chuẩn bị cho kỳ thi cũng là để hiện thực ước mơ từ nhỏ trở thành giáo viên dạy toán cho học sinh nghèo. Còn bé thì học tới lớp 8 nghỉ do gia đình nó nghèo, không có đủ điều kiện để đến trường. Để làm phụ ba mẹ nhà chị em đông nữa. Thành ra khi mà mình nghỉ học thì rất là buồn. Trong cuộc sống mà lặn lội tới giờ này thì nó rất là nhiều vất vả. Từ đó mà mình thúc đẩy mình phải có cái nghị lực là mình sẽ tiếp tục đi học lại. Cô giúp đỡ rất là nhiều và cô cũng như là một người mẹ của chúng em ở trong lớp. Nên là tất cả các bạn trong lớp đều vô cùng yêu quý cô. Em cũng rất là ngưỡng mộ cái nỗ lực học tập của cô. Mặc dù cô đã lớn tuổi nhưng mà cô học rất là giỏi. Em thấy rất là ngưỡng mộ cái tinh thần học tập của cô. Cô cũng là cái nguồn động lực mà để em cố gắng học tập hơn nữa. Cũng rất là tự hào khi có một cái học viên như cô Chi. Với cái độ tuổi đó, với cái tinh thần học tập đó thì khi chúng ta triển khai một cái xã hội khuyến học, khuyến tài thì đây là cũng là một trong những cái tấm gương để cho các bạn trẻ nhìn vào. Các con của bà Chi nay đã trưởng thành hết, thấy mẹ ham học nên các con cũng động viên, ủng hộ. Nhớ lại 6 năm trước khi bà phải học lại từ trung học cơ sở, đi học cùng trường với cháu nội. 6 năm sau, hai bà cháu lại cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để cùng vào đại học. Em có thấy bà rất là mẫn, nếu mà ở cái tuổi này thì có nhiều người sẽ không có được đủ minh mẫn để đi học như vậy. Nói chung là cảm thấy rất là tự hào cái việc bà học tiếp như vậy. Mong muốn là mình được thi tốt nghiệp, mình đậu, xét tuyển vô trong đại học sư phạm. Nếu mà mình sau khi học toán ra thì mình có thể giúp được cho những cái trẻ em mà nó đang cần, nó bị hỏng về cái kiến thức toán. Tuổi cao, sức khỏe giảm, nhưng không gì có thể ngăn cản tinh thần ham học hỏi vươn lên trên con đường học tập của bà Chi. Bà chính là tấm gương về tinh thần nỗ lực vươn lên, khao khát chinh phục tri thức, thực hiện ước mơ trở thành giáo viên, giúp đỡ các trẻ em nghèo. Trong bối cảnh xây dựng xã hội học tập suốt đời, ngọn lửa nhiệt huyết của bà góp phần truyền cảm hứng học tập cho nhiều bạn trẻ.